Tại sao chúng ta vẫn không hạnh phúc dù chúng ta có một cuộc sống đủ đầy? Chúng ta có một cuộc sống mãn nguyện, những thành công nhất định, nhưng tại sao chúng ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Phải chăng chúng ta đang yêu cầu quá cao về hạnh phúc của bản thân? Chúng ta làm việc vất vả cả tuần và mong ngóng ngày cuối tuần đến thật mau. Nhưng khi công việc không đem lại hứng thú cho chúng ta lại lao đầu vào làm việc như điên để quên đi những căng thẳng do chính nó mang lại. Và thường thì chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi hơn vào quãng thời gian nghỉ ngơi thay vì những ngày trong tuần. Là một thế hệ có nhiều tự do, cơ hội và bình đẳng, chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho mọi thứ hơn bao giờ hết. Chúng ta không cần ra ngoài mua đồ ăn, chúng ta không cần đến các trung tâm thương mại, chúng ta cũng chẳng phải đến nhà sách. Chúng ta chỉ việc ngồi một chỗ, lựa chọn và người ta sẽ mang đến cho chúng ta. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta xuất hiện trên Internet nhiều như thế nào. Chúng ta có thể tìm được mọi thứ trên đó, bé như con kiến hay to như con voi, không thiếu bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, chúng ta hình thành tư duy so sánh bản thân mình, tư duy so sánh bản thân mình với những thứ chúng ta nhìn thấy trên Internet lúc nào không hay. Tất cả chúng ta đều xem cùng một chương trình TV, cùng một xu hướng giải trí nhờ các phương tiện truyền thông. Tại cùng một thời điểm, những gì chúng ta xem cũng là những gì người khác biết đến. Chúng ta đang bị tấn công bởi hàng loạt phát pháo, là những bức ảnh, những thông tin về những người nổi tiếng, thành công, giàu có, xinh đẹp và hạnh phúc. Ngay cả việc họ mặc quần áo ngủ ra đường cũng đẹp hơn chúng ta ăn diện. Hôm nay họ mua gì, ăn gì, đi chơi ở đâu cũng trở thành đề tài bàn tán xôn xao của rất nhiều người. Vì phải tiếp xúc với quá nhiều những thông tin và hình ảnh như thế mỗi ngày, chúng ta đã tự đặt ra chuẩn mực mới cho bản thân mình. Chỉ chia sẻ những bức ảnh khi nó đã được chỉnh sửa lung linh như một bức hình chụp cho tạp chí. Những đoạn video phải được trau chuốt đẹp đẽ như một bộ phim tình cảm lãng mạn của Hollywood. Sau tất cả, chúng ta có nhan sắc, có một cuộc sống mãn nguyện, những thành công nhất định và hạnh phúc ngập tràn. Nhưng có vẻ như đó không phải là con người thật sự của chúng ta. Chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn về việc người khác nghĩ chúng ta như thế nào. Chúng ta nhận làm một công việc không phải vì chúng ta yêu thích nó, mà đơn giản chúng ta biết chắc người khác sẽ thấy chúng ta thật tuyệt khi làm nó. Chúng ta quên mất việc chúng ta đã từng thực sự muốn gì, điều gì mới khiến chúng ta hạnh phúc, thay vì những chuyện phải làm thế nào để nhận được nhiều lời khen ngợi hơn, được người khác chấp nhận chúng ta hơn. Chúng ta làm việc này, việc kia, thể hiện sự chăm chỉ quá mức của bản thân để đổi lấy những lời khen ngợi sáo rỗng và vô nghĩa. Họ nói rằng chúng ta đã làm tốt đấy, xong rồi thôi. Họ chẳng biết chúng ta là ai, chúng ta đã nỗ lực hết mình vì điều gì. Mỗi sáng chúng ta soi gương và thấy rằng tóc chúng ta không đủ mượt, có quá nhiều mỡ ở đùi và bụng, chúng ta sẽ chẳng thể nào có được những bức ảnh đẹp trên bãi biển. Quần áo của chúng ta quá ít hoặc quá nhiều, nhưng vẫn không đủ dễ thương. Chiếc xe theo chúng ta mỗi ngày đã trở nên cũ kỹ. Chúng ta cần phải làm móng tay, đi mua thêm vài bộ quần áo mới, đến các spa chăm sóc sắc đẹp. Chưa bao giờ chúng ta tự nhủ với mình, chúng ta hài lòng với hình dáng này, cách ăn mặc này, đi chiếc xe này. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với những gì chúng ta đã có. Chúng ta luôn nhìn người khác và ao ước nhiều hơn. Chúng ta đã quên mất cách yêu thương chính mình. Không yêu chính mình dẫn đến việc chúng ta luôn nghĩ mình không đủ tốt để người khác yêu thương. Và thế rồi, chúng ta hẹn hò nhầm người, chúng ta cảm thấy không an toàn, không chắc chắn về việc liệu họ có thực sự muốn ở bên chúng ta, quan tâm chúng ta hay không. Chỉ có cách chúng ta phải thay đổi chính con người mình,
chúng ta mới có thể tìm lại được niềm tin nơi người khác. Chúng ta phải nhìn nhận lại là chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa. Chúng ta nên tập trung vào những thứ thực sự quan trọng: gia đình, sức khỏe, tình bạn, niềm đam mê của chúng ta và tình yêu. Hãy thay đổi thói quen đọc về cuộc sống như mơ ước của người khác. Hãy quên đi việc họ sống như thế nào, mà tập trung vào việc chúng ta đang sống như thế nào. Hãy dành thời gian đọc một cuốn sách, viết nhật ký, ra ngoài chơi hoặc tham gia các lớp yoga, tập thể dục. Nếu chúng ta muốn, chúng ta nhất định sẽ làm được. Để cuộc đời người khác chặn ngang cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ là một điều tốt đẹp. Dù chúng ta có tất cả mọi thứ, một công việc tốt, một tình yêu đẹp, một cuộc sống yên bình, chúng ta vẫn sẽ luôn cảm thấy thế là chưa đủ. Chúng ta cứ mãi nghĩ về người khác để rồi không nhìn ra được hạnh phúc của chính mình. Tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Bốn việc không nên làm nếu muốn cuộc sống được an yên, dù là ai cũng cần phải ghi nhớ. Cuộc đời ngắn ngủi, chính bởi thế mà ít phạm sai lầm là điều cần hết sức chú ý. Và để cuộc sống luôn thuận lợi, an yên, vui vẻ, hạnh phúc, mỗi người hãy tự nhủ không làm bốn việc dưới đây. Thứ nhất, không gây áp lực cho bản thân. Có những người thường hay đặt mình vào một cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng tột độ, tự đặt ra yêu cầu quá cao rồi bắt mình phải leo lên. Và rồi một khi phát hiện ra rằng mình làm chưa tốt là lập tức rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân, không chấp nhận điều kiện hiện tại, không ngừng so sánh mình với người khác. Cứ như thế, tinh thần càng lúc càng bất mãn, bế tắc. Cuộc sống vì thế mà càng trở nên ngột ngạt, khó thở. Mỗi chúng ta chỉ được sinh ra và sống trên đời có một lần, hà cớ gì phải tự dày vò và tự làm khổ mình đến thế. Hãy thông cảm cho bản thân, đừng tạo áp lực cho chính mình. Vui vẻ, trân trọng những gì mình đang có. Chúng ta sẽ phát hiện thêm nhiều điều đẹp đẽ trên thế giới này. Và khi thông cảm cho chính mình, chúng ta sẽ phát hiện thêm một điều nữa, là thực ra chúng ta đã bước lên một tầm cao mới. Thứ hai, không từ bỏ việc học. Năm 2016, Dorita Daniel đã nhận bằng tốt nghiệp tại trường đại học Canyon ở Santa Clarita, California, Mỹ, ngành khoa học xã hội. Nhưng Dorita Daniel không phải là một sinh viên bình thường. Vào thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, bà đã 99 tuổi. Học tập không bao giờ có chuyện sớm hay muộn. Khi còn trẻ, chúng ta học cách nhận biết thế giới. Khi trưởng thành, chúng ta học cách thích nghi với thế giới. Khi về già, chúng ta học cách nhìn thế giới một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Học tập giúp cho chúng ta có một tâm hồn thú vị. Một con người không phải vì có sức hấp dẫn mới thú vị, mà vì có sự thú vị mới có sức hấp dẫn. Thứ ba, không thức khuya. Thức đêm có thể ví như là hình thức tra tấn lăng trì với cơ thể, gây ra các nguy cơ bệnh tật và thậm chí có thể đoạt mạng chúng ta. Vì thế, việc thức thâu đêm hay ngay cả việc đi ngủ quá muộn chẳng khác gì chúng ta đang tự sát. Thức đêm cũng khiến cảm xúc, tính khí của chúng ta trở nên mất cân bằng, dễ mất kiểm soát, có thể nổi nóng mà chẳng vì một lý do nào to tát cả. Trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều người vì công việc mà phải thức khuya, thậm chí là thức thâu đêm để thực hiện các mục tiêu của đời mình. Nhưng thực ra, những mục tiêu đó phải được thực hiện hóa bởi một cơ thể khỏe mạnh, một bộ não được nạp đủ năng lượng nhờ giấc ngủ trọn vẹn. Thế nên, nếu muốn làm được những gì mình khao khát, mơ ước, thì phải chú ý đến việc thắp ngọn lửa sinh mệnh khỏe mạnh trước tiên.
Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ không có tất cả. Thứ tư, không được lười vận động trong thời gian dài. Tiêu chuẩn vận động thông thường được thế giới công nhận là mỗi tuần con người nên vận động 150 phút. Đó là một khoảng thời gian vừa phải, phù hợp. Các bạn hãy tự hỏi mình, mỗi ngày đã dành được tối thiểu 20 phút cho việc tập thể dục, vận động hay chưa? Vận động không chỉ giúp mỗi chúng ta duy trì sức khỏe, mà hơn thế nữa, việc này giúp chúng ta giải phóng áp lực, điều chỉnh cảm xúc. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vận động phù hợp có thể làm giảm nhẹ chứng trầm cảm ở con người. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng hay trong làn gió nhẹ mỗi buổi tối, tận hưởng sự vận động vừa phải, phù hợp sẽ giúp cho chúng ta nhẹ nhõm, hân hoan. Không chỉ vậy, chúng ta cũng sẽ thấy mình được hòa vào tự nhiên, cảm xúc sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi ì một góc với điện thoại thông minh hay máy vi tính.